Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương, là Cody và chúng mình là Kozu. Yes. Và ngày hôm nay Dương và anh đang rất là vui khi mà được đến đây tham gia chương trình Ngon Quá Đi. Yes. Và bây giờ mọi người đã nhìn thấy trên bàn có gì chưa? Đầu tiên là gỏi, đây này là gỏi gì ta? Gỏi ba khía. Gỏi ba khía. Yes. Theo là xôi xoài và nước cốt dừa. Nhân thái và tôm nhâm súp tôm nhâm. Và ở đây có trà thái. Trà sữa thái. Anh uống trà xanh. Thôi thế sao không ạ? Anh đã có cái nhục và trà sữa. Thế nói thì anh đánh cho. Đây, bây giờ cái thuyết nước của anh đang tớ tớ là tại vì không chịu. Chưa chạm mà.
Nói đi. Ờ, hiện tại chúng mình vừa ăn xong rồi, thật sự là cái món này thiệt là ngon quá đi. Ừ. Ngon lắm luôn á. Rất là ngon. Nên là anh Nam ăn rất là nhanh, còn mình ăn rất là chậm. Hy vọng là mọi người vừa sẽ cái cảm giác đó gọi là cái gì ta, vừa thư giãn cùng với tụi mình. Và hẹn gặp mọi người vào tập sau với những khách mời khác nha. See ya.